Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng nam chính Trọng Khê Ngọ trong Vi Hữu Ám Hương Lai đang không ngừng chinh phục khán giả bằng khí chất và khả năng diễn xuất ổn định của mình. Gây chú ý sau vai phản diện Lưu Tử Hành trong phim cổ trang Châu Sinh Như Cố năm 2021, Vương Tinh Việt dần trở thành gương mặt Gen Z quen thuộc, đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Cuối tháng 10 vừa qua, Vương Tinh Việt trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn gia chủ Trọng Khê Ngọ trong Vi Hữu Ám Hương Lai và tiếp tục chinh phục khán giả một lần nữa. Vương Tinh Việt tên thật là Vương Đào, sinh ngày 5 tháng 3 năm 2002 tại thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Từ nhỏ, anh chàng đã rất yêu thích ca hát và từng học đàn guitar. Ngoài ra, Vương Tinh Việt cũng rất có năng khiếu thể thao, anh chơi tốt bộ môn cầu lông và bơi lội. Dù còn trẻ tuổi, nhưng Vương Tinh Việt lại không hề gặp khó khăn khi phải đảm nhận các nhân vật nặng ký có diễn biến tâm lý phức tạp. Chúng ta có thể thấy điều này thông qua các vai diễn trong những bộ phim cổ trang mà nam diễn viên đã tham gia. Dù thiết lập nhân vật có như thế nào đi chăng nữa, Vương Tinh Việt vẫn có thể tỏa ra hào quang nam chính với ngũ quan sắc sảo, ngoại hình toát lên phong phạm của một người đàn ông trưởng thành chững chạc. Điều này giúp cho các vai diễn của Vương Tinh Việt có thêm chiều sâu và tính chân thực. Nếu như ở trong phim anh chàng thường xuất hiện trong hình tượng nhân vật trầm tĩnh, quyền lực thì ngoài đời thực, Vương Tinh Việt lại là một chàng thiếu niên dương quang với tính cách rất hóm hỉnh, luôn khiến người xung quanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Qua một số hình ảnh hậu trường, hoạt động tuyên truyền phim, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú trước hình ảnh năng động của chàng trai trẻ Vương Tinh Việt. Hành trình sự nghiệp của Vương Tinh Việt. Năm 2017, Vương Tinh Việt trúng tuyển khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Trong khoảng thời gian theo học tại trường, anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch nói. Năm 2019, anh tham gia thử vai trong phim điện ảnh Công ích phòng chống ma túy vùng nước sâu, thành công nhận vai học sinh trung học Lữ Tử Hạo. Đây là bước khởi đầu cho con đường theo đuổi nghiệp diễn của nam diễn viên Gen Z. Nhờ lợi thế chiều cao, nét đẹp đầy nam tính cộng thêm thiên phú diễn xuất, Vương Tinh Việt nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhà biên kịch nổi tiếng Vu Chính. Tháng 5 năm 2020, anh đầu quân cho công ty Hoan Ngu do Vu Chính đứng đầu, chính thức gia nhập giới giải trí Hoa ngữ. Trong bài đăng giới thiệu nhân tố mới, Vu Chính đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng của Vương Tinh Việt, hy vọng anh chàng sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường phim ảnh Trung Quốc. Ngay sau khi ký kết hợp đồng nghệ sĩ với công ty Hoan Ngu, Vương Tinh Việt được trao một số cơ hội đóng chính và một vài vai phụ trong một số dự án lớn. Trước khi đảm nhận vai Thái tử Lưu Tử Hành, Vương Tinh Việt từng thử sức trong nhiều bộ phim khác nhau như Tiểu Phong Bạo, Hoa Hồng của Thời Gian và Ngọc Xuân Lâu, tuy nhiên vẫn chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Chỉ khi tham gia Châu Sinh Như Cố, Vương Tinh Việt mới khiến khán giả phải bất ngờ khi diễn quá tròn vai nhân vật phản diện Lưu Tử Hành, lúc này nam diễn viên chỉ mới 18 tuổi. Vai phản diện thoát vòng trong Châu Sinh Như Cố. Đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên Gen Z chính là vai nam phụ Lưu Tử Hành trong phim cổ trang Châu Sinh Như Cố phát hành năm 2021. Từ sau vai diễn này, hình tượng Vương Tinh Việt thường được Cinet ví von là gương mặt vàng trong làng phản diện. Bằng lối diễn xuất linh hoạt cùng khí chất vương giả ngút ngàn đã thành công khắc họa nên một Lưu Tử Hành vừa đáng thương vừa đáng hận trong Châu Sinh Như Cố. Mỗi khi nhìn thấy Vương Tinh Việt, khán giả sẽ nhớ ngay đến vị thái tử đương triều trẻ tuổi và mưu mô, người đã gán tội róc xương cho nam chính và bức nữ chính phải nhảy lầu tuẫn táng vì tình. Vẻ mặt uy nghiêm, cao lãnh xuất thân dòng dõi vương giả hay ánh mắt si tình, căm phẫn, cảm giác thống khổ khi chứng kiến người trong lòng tìm đến cái chết, tất cả đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với người xem. Sau đó, Vương Tinh Việt có vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim cổ trang Công Tử Khuynh Thành ra mắt khán giả cùng năm 2021, nhưng đáng tiếc bộ phim này lại không mấy thành công. Năm 2022, Vương Tinh Việt có bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Lần Đầu Yêu Anh được phát sóng, trong phim anh chàng đảm nhận vai nam chính Nhậm Sơ, diễn cùng Điền Hi Vi, vai Lưu Vãn Vãn. Tuy nhiên, bộ phim Lần Đầu Yêu Anh lại không đem lại nhiều thành tích, đồng thời phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi kịch bản hạn chế. Mặc dù vậy, phần thể hiện của cặp đôi chính rất được lòng khán giả. Đặc biệt là phần thể hiện của Vương Tinh Việt từ một học bá lạnh lùng như tảng băng ngàn năm dần tan chảy, trở nên dịu dàng, chu đáo bởi sự ấm áp đến từ cô bạn cùng lớp. Cũng trong năm 2022, Vương Tinh Việt còn tham gia bộ phim cổ trang hài hước Chân Tu Ký. Bộ phim xoay quanh nữ đầu bếp tài giỏi Lăng Tiểu Tiểu, cô nàng có đam mê với ẩm thực và mong muốn trở thành thiên hạ đệ nhất ngự chủ. Trong cuộc thi tuyển chọn đầu bếp cho Hoàng Cung, Lăng Tiểu Tiểu đã trở thành ngự chủ của Chân Tu Phòng. Đây là nơi chuyên phục vụ chuyện ăn uống hàng ngày của vị thái tử Chu Thọ Khuê, người cực kỳ kén chọn và khó tính. Nhưng dù thái tử có kén ăn tới đâu cũng không làm khó được Lăng Tiểu Tiểu. Cô nàng ngự chủ không chỉ thông minh, lanh lợi mà còn không sợ hãi trước uy quyền thái tử, thậm chí còn bắt thái tử rửa chén thay mình khi thua cá cược với nàng.
Hoàng cung trong Chân Tu Ký cũng không hề có cung đấu hay quyền đấu, tất cả chỉ có sự hài hước, đáng yêu và vui vẻ mỗi ngày khi được ăn ngon. Trong Chân Tu Ký, nhân vật Thái tử Chu Thọ Khuê của Vương Tinh Việt cực kỳ dễ thương và hài hước, ăn không ngon thì lật bàn, được ăn ngon thì mặt tươi như hoa. Tuy chàng làm thái tử nhưng rất cưng chiều hai đệ đệ, bị em trai dỗi thì mặt ủ mày trao, chỉ muốn mau mau nghĩ cách dỗ các em hết giận. Gia chủ Trọng Khê Ngọ si tình trong Vi Hữu Ám Hương Lai. Tháng 10 năm 2023, bộ phim cổ trang Vi Hữu Ám Hương Lai do Vương Tinh Việt và Châu Dã đóng chính được phát sóng. Ban đầu, tác phẩm này không được kỳ vọng cao. Nhiều ý kiến cho rằng dàn nam chính của phim có phần kém sắc, tạo hình và trang phục nhìn quê mùa, không đủ sức hấp dẫn đối với thị hiếu thẩm mỹ hiện nay. Tuy nhiên, ngay sau những tập đầu tiên, Vi Hữu Ám Hương Lai bất ngờ thu về hiệu ứng khả quan không tưởng. Cốt truyện của phim đã được cải biên nhiều chỗ, có sự thay đổi hợp lý về bối cảnh và một số tình tiết quan trọng, nhưng vẫn giữ được tinh thần của nguyên tác, từ đó thu hút được đông đảo mọt phim. Đáng tiếc, do ảnh hưởng của thiết lập nhân vật, cộng thêm thời lượng xuất hiện và tương tác với nữ chính không nhiều, nên Vương Tinh Việt bỗng trở thành nam chính vô hình vì quá mờ nhạt ở phần đầu phim. Dẫu vậy, Vương Tinh Việt vẫn thành công chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả bằng lối diễn xuất tinh tế giàu cảm xúc, thể hiện được tình yêu kìm nén nhưng lại vô cùng mãnh liệt và sâu đậm của Trọng Khê Ngọ dành cho Hoa Thiền. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi khi đảm nhận vai nam chính Trọng Khê Ngọ, nhưng Vương Tinh Việt dường như đã hoàn toàn nắm bắt được tâm lý nhân vật, thể hiện trọn vẹn nhất hình tượng của Trọng Khê Ngọ, một vị gia chủ trầm ổn, ẩn nhẫn, che giấu tình cảm cùng lúc gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm gia tộc. Phong thái đi đứng cho đến biểu cảm trên gương mặt hay ánh mắt và cả những tiểu tiết trong hành động đều góp phần tô điểm cho các sắc thái cảm xúc của nhân vật. Khán giả có thể cảm nhận rõ tâm trạng của Trọng Khê Ngọ, có thể thấy được sự kiềm chế tình cảm đối với nữ chính Hoa Thiền, sự bi lụy, đau khổ, khao khát được hồi đáp. Song song đó là phong thái nên có của một gia chủ, người đứng đầu gia tộc với đủ sự tôn nghiêm, quyền uy nhưng vẫn có nét ôn hòa, không quá xa cách. Có thể thấy Vương Tinh Việt quả thực rất thích hợp để hóa thân vào các nhân vật mang thân phận tôn quý, vương giả. Sau khi Vi Hữu Ám Hương Lai được phát sóng, bởi vì quá yêu thích nhân vật Trọng Khê Ngọ, nên khán giả bắt đầu tìm kiếm lại những bộ phim mà Vương Tinh Việt từng đóng chính trước đó như Lần Đầu Yêu Anh, Chân Tu Ký. Bên cạnh đó, khán giả cũng quan tâm nhiều hơn đến các dự án mới, chưa phát hành của nam diễn viên như Giữa Cơn Bão Tuyết, Ninh An Như Mộng, Ám Ảnh Trinh Thám, Mặc Vũ Vân Gian. Đánh giá về diễn xuất và tiềm năng phát triển. Trẻ tuổi, điển trai, vóc dáng chuẩn, gương mặt hợp với màn ảnh, lại có diễn xuất tiến bộ qua từng phim, con đường sự nghiệp của Vương Tinh Việt trong tương lai hứa hẹn sẽ cực kỳ rộng mở. So với những tiểu sinh sau 2000 khác ở Cbiz, thì diễn xuất của Vương Tinh Việt có thể xem là rất sáng, rất có tiềm năng phát triển. Chỉ cần được rèn rũa thêm bằng một số vai diễn có chiều sâu và phức tạp hơn, thì sẽ nhanh chóng có sự tiến bộ hơn nữa về diễn xuất. Ngoài ra, phía công ty chủ quản Hoan Ngu cần phải có một hoạch định phù hợp hơn cho con đường sự nghiệp của Vương Tinh Việt. Đừng để cho một viên ngọc sáng như thế này nhưng lại đi vào vết xe đổ của nhiều đàn anh trước đó trong công ty. Còn bạn thì sao? Bạn có ấn tượng như thế nào về anh chàng Vương Tinh Việt? Hãy chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy cho mình một like, đồng thời cũng đừng quên bấm đăng ký kênh nữa nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!